Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cái nhịp sống biên giới của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái món cá nhảy mọi người ạ. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha mọi người nha. Giới thiệu với mọi người là đây là các loại rau rừng để mà tí nó ăn ghém với cái món cá nhảy mọi người ạ. Đây là lá này là lá mắc khẻn nha mọi người nha. Lá mắc khẻn này. Đây là rau thơm mấy anh em chúng tôi mang ở nhà đi nhá. Đây gồm có rau húng này, rau mùi tàu này. Và rau... rau húng, rau mùi tàu đây mọi người ạ. Đây chú Doãn, chú đang chế biến các cái gia vị để mà tí nữa làm cái món cá nhảy mọi người ạ. Ở đây thì tôi thấy là có cái hoa chuối rừng rồi. Tí nữa bỏ thêm cái can nướng để mà băm băm vào đây luôn này chứ nhỉ? Rồi. Cái này quá ngon. Đi lấy rượu luôn nha. Có bình rượu trong kia. Dạ. Có bình rượu đâu? À, rượu có chứ. Ăn cá nhảy thì phải có rượu chứ. Đây cái gia vị này cũng ngon. Có chép bó chẳng. Ngon. Hết kìm. Phải phải nái đâu. Cho vô đi. Nó có bình luôn sờ nám ạ. Cá ngon thế nhỉ? Ô, chèo à? Cá nướng. Quá ngon gì. Rượu đồ uống bát à? Rượu uống bát rồi. Mời vào thôi, anh em ơi. Thế là cá nhảy chứ. Em mà lin lin mà. Lin rồi. Lin này qua mẹ mơ. Đó có phơi lau lau cái nấu rồi. Lau có bếp này. Lúc cá nhảy. Cá nhảy. Tao uống đây nha. Ôi người miền núi thì ăn thế này thôi nha. Đây. Mời mọi người ăn cơm chúng tôi nhá. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người bữa cơm rừng của chúng tôi gồm những món này. Đây là món cá nhảy nha mọi người nhá. Còn đây là cá nướng này. Còn đây là canh cá này. Rau rừng nha. Và bên kia là xôi mọi người ạ. Măng chấm chẻo ớt này. Nhớ bảo. Nhớ quả nó bảo hưng. Quả nó bảo hưng. Ông mẹ nội á. Mẹ cần nội á. Mô mà mày xốp. Thế nó chào cái này có thể thế nó. Ngon. Đúng không?
Ngon không? Ngon. Chấm bắp cải. Cảm giác chú ăn như thế nào, có ngon không? Ngon. Ngon nhỉ? Ngọt nhỉ? Vô một cái súp chẳng thấm gì. Cá suối là ăn ngon, rượu kia toàn thêm bằng cá ao, còn cái hầm quậy bá, không béo nè, cái ăn cho phải quân khác mà, quân pháo cho gì ăn mày áo đây, quân pháo đâu mấy hả chàng, quân rau vào, nước mé ngoài nụ, mé là có cái cào, cào ấy, ông ăn phát ngang các bạn kia này, mời các bạn nha. Ngon tốt rồi. Phải, phải. Đấy, ấu phá cái rồi. Mình ngoài đi. Mấy tập quá. Có rau rồi. Đến bên nào? Dạ nữa nào. Ôi trời. Nó hơi dai dai chứ. Hey, tao uống đi. Con không ăn cá nhảy không có rượu thì hơi mất ngon. Măng chấm cũng ngon. Thế con cá béo à, cái con đó. Con đấy ăn ngon. Chú Giang nhà ăn con đấy mới ngon nhỉ chú nhỉ? Còn mới ngon nữa. Phải ghém rau vào ăn. Đây nha mọi người nha. Cá nhảy thì phải ăn như thế này nha, ăn ghém rau rồi này. Ăn phải ghém rau với lại hoa chuối. Đây cho hoa chuối nha. Ngon ngon lắm. Ngon à? Con nó mới ngon phải không? Con này ăn nó giòn cả. Để nha anh Huy ăn nhá. Anh em nhìn anh Huy ăn nhá. Nhà vị mà tái gì. Cho ghém rau vào anh. Hơn mà liên cả số phần cháu. Đi nhờ không quên đi sụp bắn đấy bắn cái cá vào bài thò hơn mà lim cả hang hơi hang mà lim đúng không ờ cái bà khao nhỉ anh Doãn ăn con đấy đi. Con ngon lắm. Đấy con đấy mới ngon này. Cá nó nhảy vô cái này luôn. Đỡ phải chấm. Chờ nó uống nhuyễn đi. Cá bao rồi, nó quá rồi. Khoai bột chín này lâu rồi, phải sửa mẹ làm. Ôi cá con ăn cá đâu còn quẫy thôi làm ít rượu đi mé này rồi cái mé này nhà má chép ăn con này mới ngon này mấy em này đấy ăn con này mới ngon này.
Nói gì mà tốt cầm thôi gì nó cấp hiểu quá ăn thấp đi cá rồi mà đấy phải cho nước chấm chua như thế này này ăn nó ngon. Có bao giờ sao à, mày nói không? Đây, lấy nó chế. Lấy một con nhỏ này, con này ăn vừa này. Đấy con này ăn được ngon này. Con này ngon. Đấy, con này không không, ăn ngon đấy, con đấy ăn không ngon. Con này nữa. Ờ ba bữa này thu. Cái nó cũng gà. Mấy nó cũng gà. Chúa bắp bánh ấy, ta nhỉ. Bánh này chúa bánh mì nổi, chưa biết này. Ờ chúa khoai nổi, khoai cá rô muôm này. Ừ, khoai nổi. Phải bị xôm được mà nó ra chú. Thôi uống đi. Tao uống đi. Này nó gửi đi này nhá. Em lại nghĩ gì mình. Thôi cái này đi nướng đi nhỉ. Dạ ba ăn thế mà. Cái ba đi nướng. Cứ vậy à. Mưa chạy. Được châu. Ồ, nấu nấu chứ. Không quay vật. Đây là một quả trời. Bằng ngon hết rồi. Đây bằng bò nó, thì đang tiết canh bằng bò nó. Làm tiết canh bằng bò á. Ngon đấy nhỉ. Thôi video của mình xin được tạm dừng tại đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé.